Hello, các bạn nha. Mấy nay giãn cách xã hội ở nhà suốt à. Hôm nay đi ra ngoài mua thuốc. Đường phố, đường xá vắng tanh luôn. Cửa hàng thì đóng hết. Nhưng mà có tiệm thuốc tây thì vẫn mở cửa nha các bạn. Đây là có một chú đang mua thuốc. Đây, góc đường bên đây cũng vắng teo luôn. Có một số người dân xung quanh à. Thì mua thuốc ở cái tiệm thuốc tây này nè cả nhà, đó nguyên một thuốc của mình nè. Cô làm cọng dây căng để đẩy cái gỗ thuốc ra đó, các bạn thấy. Rồi xong chú lấy thuốc, rồi chú móc tiền để tiền lại vô rổ. Chú này ổng đi không có chuẩn bị tiền lẻ hay gì mà đứng móc 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 đếm 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 lâu quá, rồi gớt tiền luôn. Rồi để vô nè, rồi mấy bạn coi cô và kéo lên bà lấy tiền đó. Thời buổi giãn cách xã hội là như vậy đó các bạn ơi. Đây, đây là bọc thuốc mình mua được nè các bạn. Bye bye các bạn nha.